Thanh Lan xin kính chào quý vị. Hôm nay đến với một thời để nhớ, Thanh Lan rất vui được gặp lại nhạc sĩ Ngô Tín. Xin chào Ngô Tín. Chào quý vị khán giả của chương trình truyền hình với Thanh Lan một thời để nhớ. Chào Thanh Lan. Dạ. Hôm nay mình gặp nhau và Ngô Tín lại cũng có cây đàn, thì trước sau gì mình cũng sẽ gửi đến quý vị khán giả một vài bài hát mà quý vị yêu thích. Nhưng mà trước hết thì Ngô Tín có thể kể cho quý vị khán giả nghe từ đầu năm tới giờ đã có những chuyện gì vui không? Nói chung thì vẫn bình thường, nhưng mà sắp tới tháng 4, ngày 18 tháng 4 này là Ngô Tín có tham gia một chương trình hát nhạc Phan Văn Hưng tổ chức tại Viện Việt Học. Thì trong đó gồm có anh Tuấn Dũng, anh Tài Chương, chị Như An là chị bác sĩ Nhuận, dạ, và Kim Ngân, cũng như một số bạn hữu chẳng hạn như Khắc Hiền cũng như ban Tam Ca O'Malley. Dạ vâng. Dạ, nhóm này sẽ thực hiện một chương trình nhạc Phan Văn Hưng, và trong đó Ngô Tín có đóng góp hai bài, đó là bài Lạc Bước Chân Quen và bài Kiếm Gãy. Dạ. Đó là lời của anh Hưng và nhạc của Tín hả, hay là sao? Hoàn toàn nhạc trong chương trình là nhạc của Phan Văn Hưng. Vâng. Dạ. Khoảng 16 bài thì vâng, có một số ca nhạc sĩ khác chẳng hạn như là anh Tuấn Dũng cũng như Ngô Tín có đóng góp mỗi đóng hai bài, bài của mình. À. Dạ. Đêm đó thì Ngô Tín định chọn hai bài nào để trình diễn? Buổi trưa ngày 18 tháng 4 vào ngày Chủ nhật tại Viện Việt Học. Dạ. Thì bắt đầu từ 12 giờ tới 5 giờ chiều. Dạ. Dạ vâng. Thì vô cửa tự do. Dạ vâng. Chắc là sẽ có nhiều tiết mục đặc biệt lắm, tại vì những chương trình này rất khi mà ít khi mà khán giả thấy có trong vùng này, tại vì hôm đó sẽ có nhiều cây guitar hay lắm, phải không? Thì nói chung là chương trình đó là nhà cứ anh Phan Văn Hưng là chủ yếu là về guitar. Dạ vâng. Để đó là có nhiều guitarist tham gia. Dạ. Thanh Lan thì rất là thích guitar, guitar điện, guitar thùng, cái Tây Ban Nha thì cũng thích. Tại vì cái đàn guitar nó thật ra nó rất là gần gũi với lại khán giả Việt Nam. Vì anh thấy không, từ nghèo tới giàu, từ biệt thự cho tới những ngõ hẻm, chỗ nào cũng có người ngồi đàn guitar tưng tưng hết. Thì anh Ngô Tín có thể kể cho quý vị khán giả nghe mình đã bắt đầu cảm thấy yêu thích cây đàn guitar này từ bao giờ? Nói chung thì yêu thích từ năm 7 tuổi. Dạ. Năm nay là năm 5, năm 6 rồi. Dạ. Thì bắt đầu từ 7 tuổi đã đam mê guitar. Vâng. Lý do đam mê guitar tại vì cái tiếng guitar thì nó như là một cái nhạc cụ mà nó rất là chơi theo cái feeling của mình. Vâng. mà nó cũng tiện dụng là mình đi đâu mình cũng có thể xách đi được. Dạ, anh mà nói cái đó là đúng đó. Cái đàn guitar thì đi đâu mình cũng vác theo vai được, không cần phải chở theo mà dụng cụ nặng nề như là những cái nhạc cụ khác. Hôm nay thì Ngô Tín có một cái ca khúc nào mà mới mẻ để có thể gửi đến quý vị khán giả không? Bài hát mà Ngô Tín muốn mời Thanh Lan hát chung đó là dạ, bài hát Tín sáng tác lâu rồi. Dạ. Phổ theo ý thơ của anh nhà văn và nhà thơ là anh đó là Nguyễn Ân Phong. Dạ. Thì thấy bài thơ hay quá và nó cũng lồng trong cái tâm sự mình đối với bà xã nữa. À. Do đó mà bài này anh viết riêng tặng cho bà xã. Dạ. Nên mình thấy sao nó tương đối mình. Dạ. Do đó là lấy theo ý thơ anh và phóng tác thành một bài nhạc, đó là bài Mừng Em Thêm Một Tuổi. Dạ. Bài này có thể hát nhạc xuân cũng được, mà anniversary cũng được, mà birthday cũng được. À, vâng, thì rất là tiện. Với lại Thanh Lan cảm thấy là sau này thì có thể là nhạc buồn nhiều mà nhạc vui thì ít, cho nên khi nào mà có một cái bản nhạc vui mà lại ý nghĩa mà lại có thể dùng được trong nhiều dịp như vậy đó thì là khán giả rất là thích, thế nào cũng tóm lấy cái bài này để mà hát đi khắp nơi. Vậy thì hôm nay mình giới thiệu cho quý vị khán giả nghe bài hát này. Bài với cái tựa đề là Mừng Em Thêm Một Tuổi. Mừng Em Thêm Một Tuổi. Thơ của ý thơ của người An Phong. Dạ, rồi em này tức là vợ của mình chứ phải không anh? Em là vợ đó. Dạ. Chứ không, bây giờ không dám em nào nữa. Bây giờ mình có thể hát chung ha. Dạ vâng. Chỉ biết đó là mùa yêu thương, đó là mùa ái hiên. Vì bốn mùa anh chỉ thấy là xuân.
Của một thời để nhớ, tại vì chắc chắn là trong những khán giả đang theo dõi chương trình sẽ có những cặp vợ chồng mà đã sống với nhau là không biết là bao nhiêu năm rồi và cũng đang muốn có một cái bài hát gì để nói lên cái tiếng lòng của mình, và đây chính là tiếng lòng của những đôi vợ chồng yêu nhau và uyên ương yêu nhau qua một thời gian thật dài. Không phải vợ chồng không hả, người yêu không cũng được phải không? Người yêu cũng được. Dạ vâng, thì Ngô Tín có thể nói cho quý vị khán giả biết là trong cái trường hợp nào mà Ngô Tín gặp được cái bài thơ của Nguyễn An Phong này? Nói chung anh Nguyễn An Phong là anh hồi ngày xưa thì anh là hiệu trưởng của một trường trung học ở Đống Đa ở Quy Nhơn, cũng là bạn trong cái hội Tây Sơn Bình Định, thì tình cờ đọc trong cái đặc sản Bình Định thì thấy bài này thích quá, có liên lạc với anh bà Phổ, tại vì nó có trùng hợp với mình và trùng hợp với nhiều người. Dạ vâng, thế anh Phong đã được nghe bài hát này chưa? Anh đang nghe cái bài này khi anh Ngô Minh Thu còn sống, thì có phỏng vấn bài này thì trên chương trình Chúng Ta Đi Mang Theo Quê Hương của anh. Dạ vâng, dạ. Thì nếu mà anh Phong mà đón nghe được chương trình này thì anh đã phải là rất là vui mừng, và trước đó anh có nói là cảm ơn thật Thanh Lan đã nhận lời hát chung với Ngô Tín bài này. Dạ vâng, thì bài này theo Thanh Lan thấy thì cái lời rất là xúc động. Dạ, mặc dù là tình yêu dĩ nhiên là không phải lúc nào cũng suôn sẻ đúng không? Cũng có những lúc hờn giận rồi hiểu lầm. Trong cái tình yêu Thanh Lan thấy tai hại nhất là cái chuyện hiểu lầm. Đó, theo Ngô Tín thấy thì có bao giờ có bị hiểu lầm không trong tình yêu không? Đúng là mình phải chịu khó lắng nghe. Dạ. Và chịu những cái sai sót của mình. Dạ. Thì lúc đó nó sẽ giải tỏa hết được. Dạ vâng. Theo Thanh Lan thấy thì mỗi khi mình hiểu lầm đó thì mình nên nói chuyện thẳng với nhau để giải bày ra tại sao vì mình hiểu lầm, tại sao cái câu đó làm cho mình buồn, tại sao cái câu đó cái ý là như thế nào. Nhiều khi người ta nói đùa đó anh, mà hay là mình nói đùa đó anh, mà người ta giận mình thì nhiều khi thân quá rồi nhiều khi cũng không có ý tứ hay nói đùa làm cho mất lòng bạn mình đúng không? Dạ. Theo tín nghĩ thì những lần giận hờn như vậy thì hai người nên sống cách biệt ra và mỗi người tự suy gẫm tới cái vấn đề đó. Dạ. Rồi mình sẽ tìm đến để mà giải bày. Nhưng mà Ngô Tín có thấy rằng mỗi khi mà hờn giận như vậy á, mà huề lại á, thì mình thấy tình yêu nó lại thấm thiết hơn. Thấm thiết hơn. Đúng không? Đúng. Lâu lâu phải có giận hờn chút xíu, coi như mắm muối chút xíu nha. Chứ nếu mà cứ bình hoài á, thì có khi mình cũng không hiểu được là cái tình yêu lúc đó nó đang đi tới đâu rồi. Đó là một cái để mà thử thách tình yêu. Vậy à? Nhưng mà nếu mà thử thách nhiều quá mà hiểu lầm nhiều quá thì nhiều khi cũng tai hại chứ hả? Vừa phải thôi. Không, cần nhất là chắc là mình phải hiểu tính nhau. Và khi nào mình biết là người đó đang nói đùa hay nói thật. Ngô Tín rất là thích viết nhiều bài tình ca mà hơi buồn buồn đúng không? Đúng. Nhưng mà cái tâm sự của con người thật của Ngô Tín là buồn hay vui? Buồn nhiều hơn vui. Buồn nhiều hơn vui.
Thì Thanh Lan nghĩ trong cuộc sống ai cũng buồn nhiều hơn vui. Thưa quý vị, sau phần thông tin thương mại, Thanh Lan lại xin trở lại cùng với nhạc sĩ Ngô Tín.